hai những gia diễn lịch sử quen thuộc của sân khấu cải lương. Xin mời quý vị cùng đến với trích đoạn Khí tiết Trần Bình Trọng, tác giả Vũ Lộc, với sự tham gia của các diễn viên Thanh Tuấn trong vai Trần Bình Trọng, Bích Phương trong vai Công Chúa Thủy Bảo và Sơn Trà trong vai Trần Ích Tắc.
khiếp những gì làm chúng ta phải nêu cao khí tiết anh hùng. Những người như một sông lớn anh sẽ giành được thắng lợi sau cùng. Cùng nơi nước nhà chúng ta hãy biết nhau thương thành sức mạnh, cùng với chúng dân đánh đuổi giặc quy phong. Tại sao ngàn lại quy nó hàng giặc cái ngàn đời hôn dân nhục nhã? Không nhớ hàng nhiều đen công ngủ được ta cũng muốn nhà mà muốn tắm tới cơ. Thank you.
nào để tức quân chi hết một cách dễ dàng như vậy? Mà ta sẽ bóp nát cái tim tức quân để xem sự chịu đựng của anh bao lâu. Quên! Mong ông chú Trần Đức Tắc mau sớm quay về với nông giới.
giáo quan. Ta sinh ra đất nước Nam, sống nhờ cầm đao hạt lúa của dân Nam, thì ta nguyện chiến đấu đến hơi thở sau cùng. Quay dân thần ta bằng mạng gạt đồng bào, hỏi quê hương tâm yêu dân đồng đau. Hãy cùng nhau tất lòng trong ngày cần tổ quốc quyết tâm. Ta chẳng bên trong, ta làm quý nước Nam, chứ không thèm làm dương đất Bắc. Ta làm quý nước Nam, chứ không thèm làm dương đất Bắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.